ngày chưa tới nữa trời. Dạ anh ơi, em xin lỗi, em đến hơi trễ. Làm gì giờ này mới tới vậy em? Trời đất ơi, sao cái mũi tái ngắt vậy? Chưa trong ngày vệ sinh, đánh nửa cây son ra đây làm, lẹ em tuôn cái. Dạ, nhưng mà anh ơi, anh cho em uống trước tiền được không ạ? Hôm bữa em có nói với anh rồi á. Làm thì lúc nào cũng trễ, tiền. Nè, cầm hết đi. Dạ, cảm ơn anh. Mà sao có 300 ngàn vậy anh? Hôm bữa anh nói với em là 200 ngàn một tiếng, 2 tiếng là 400 ngàn mà. Thì một tiếng là 150, 2 tiếng là 300. Trời ơi, người ta cắt tiền tôi phải giảm tiền mấy cô chứ. Giờ làm không? Không làm thì về đi. Ngoài kia biết bao nhiêu người người ta xin vô đây người ta làm đó. Dạ, vậy em đi trước nha. Nè, quen vòng đây. Muốn kiếm tiền thêm không? Dạ muốn. Anh á? Dạ. Có mấy anh đại gia mới nổi, nhờ anh kiếm giùm em Út. Chịu không? Anh giới thiệu cho, lên giường với anh một đêm thôi là có cả chục, à không, cả trăm lần cái tiền này luôn đó. Xin lỗi anh, tôi ở đây để làm BG chứ không phải để làm gái. Trời đất ơi, gì mà làm giá vậy em? Người ta đi làm gái vừa được sướng nè, vừa có tiền nữa. Trời ơi, hơn cả chục lần em đi làm cái này á. Tiền á thì có rất là nhiều cách để kiếm, như đánh đổi bằng danh dự và nhân phẩm của mình á. Thì xin lỗi, tôi không cần. Nếu như mà anh không có dặn dò gì thêm á thì tôi đi trước đây. Alo. Dạ, con tới rồi nè Daddy, đang ở trong nhà vệ sinh. Tất nhiên là con nhớ Daddy muốn chết luôn rồi. Hả? Nhớ thằng lớn hay nhớ thằng nhỏ hả? Tất nhiên là con nhớ cả hai luôn chứ. Đợi tí xíu nha, con ra với Daddy liền. Tự nhiên không độn đấy. Dạ alo. Dạ cô ơi, thôi thư thả vài bữa nữa rồi con gom đủ tiền hàng rồi, con gửi cho cô nha. Đi cô năn nỉ cô mà nha cô. Dạ. Con không? Nhớ lắm. Đây là quà của baby nè. Chỉ có Daddy là thương con nhất. Con cũng thương Daddy nhất trên đời. Sao rồi Vi? Đi được anh nào chưa? Vài người. Sao mày khó quá vậy? Chỉ là one night stand, friend with benefit thôi mà. Ý mày là sao? Là tình một đêm, quan hệ thỏa mãn đôi bên, xong rồi đường ai nấy về, đâu có ràng buộc. Nghĩ sao? Chăm sóc cơ thể cho đẹp, mềm mượt, lại cho trai nó soft free. Nếu mà muốn lên giường ấy, thì ít nhất cũng phải tìm anh nào đẹp trai, giàu có, rồi hốt anh ấy về làm riêng cho mình, lo cho mình cả đời. Như thế thì cái này của mày mới có giá trị chứ. Em có suy nghĩ lại không? Thấy chưa, đứng bi riêng vậy một đêm có mấy trăm ngàn, đi khách một đêm tới 5-6 triệu. Cái đó là lương cứng nha, em mà phục vụ tốt mấy anh đại gia còn bo cho nữa đó. Đi, tôi không có rẻ tiền như anh nghĩ đâu.
cả một buổi tiệc không có ai tử tế hết. Chai dầu bây giờ chúng nó xí hết rồi, còn đâu chỗ cho mình chứ. Hai em có việc gì không anh? Không, tại anh thấy em đẹp gái quá, anh muốn làm quen. Xin lỗi, anh không có cửa. À, ý em là không chỉ có một cửa mà có tận 4 cửa. Vậy em có muốn thử độ êm của xe không? Dạ em nghe sếp. Dạ em tới liền. Em mặc đồ vô nhanh lên em, anh còn đi đón sếp nữa. Nhanh. Chơi free rồi bỏ chạy hả? Còn cô thì sao? Làm gái mà cũng bày đặt nữa. Nè, không biết thì đừng có nói nha. Tao không phải là làm gái. Chứ không làm gái thì làm cái gì? Tao là sugar baby. Sugar baby là cái gì? Tức là mỗi đứa sẽ có daddy của riêng mình. Mỗi tháng daddy sẽ chu cấp toàn bộ tiền sinh hoạt hàng tháng cho tụi mày. Còn mình chỉ cần phục vụ và có mặt mỗi khi daddy cần thôi. Đơn giản đúng không? Nếu như mà tụi mày chịu theo tao làm sugar baby thì tao bảo đảm với tụi mày cuộc đời sẽ bước sang một trang mới. Tối ngày chỉ có ăn sung mặc sướng, tiền bạc đầy đủ. Nhưng như vậy có khác gì làm gái đâu. Em không làm mấy cái đấy đâu. Đã nói không phải là làm gái, làm ơn đừng có đánh đồng cái nghề sugar baby của tôi với mấy cái loại gái rẻ tiền ngoài đường. Cái công việc này á chỉ giống như là một cái dịch vụ trao đổi lợi ích giữa hai bên thôi. Có nhiều daddy á không có cần nhu cầu chăn gối đâu, họ chỉ cần một người để tâm sự chia sẻ. Mà loại dịch vụ này cũng rất là an toàn và bảo mật, tụi mày không cần phải lo bị lộ thân phận danh tính gì hết. Cứ coi như họ là bố của mày, còn mày thì chỉ quan tâm chăm sóc bố thôi. Tụi mày cứ từ từ suy nghĩ đi. Khi nào mà tụi mày muốn làm sugar baby thì tìm tao. Số điện thoại của tao. Chị Bảo Ngọc, sao chị biết đến cái nghề này? Thì hồi đó tao cũng giống như tụi mày thôi, có biết cái gì đâu. Nhà tao thì giàu lắm, ba mẹ tao thì cưng chiều, không có để cho tao phải đụng tay đụng chân bất cứ việc gì hết á. Muốn gì là được nấy, nói chung là chiều tao dữ lắm. Sao nhà chị giàu mà lại làm cái nghề này? Giàu là chuyện của ngày xưa thôi. Cách đây khoảng 1 năm thì ba mẹ tao làm ăn thua lỗ, phá sản, nợ nần người ta nhiều lắm. Cho nên là phải kiếm đường trốn qua Mỹ. Chứ không thôi ở đây là người ta đòi nợ chém chết luôn á. Xui là tao bị kẹt lại đây một mình, nên cố gắng kiếm tiền. Vừa phải trả nợ cho ba mẹ, rồi vừa phải gửi tiền qua bển mỗi tháng để cho ba mẹ tao sống nữa. Tại vì ba mẹ tao cũng lớn tuổi rồi, mà đi qua bển trốn đâu có giấy tờ đâu mà làm việc. Thế sao chị không kiếm một công việc khác mà làm? Một đứa ăn chơi từ nhỏ như tao á, thì làm gì biết nghề ngỗng khác mà làm. Với lại tao cần kiếm tiền nhiều mà nhanh, để sớm tìm cách đi qua Mỹ đoàn tụ với ba mẹ nữa, chứ đâu có muốn ở đây một mình đâu. Còn mày, sao tự nhiên mày lại có ý định làm sugar baby? Phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng. Nếu như chị lấy được một người chồng yêu mình, thương mình và quan trọng là phải giàu nữa thì mình sẽ là bà hoàng. Em sợ nhất trên cuộc đời này là người ta khinh rẻ mình. Em muốn tất cả những người đã từng đối xử với em như vậy sẽ phải thèm khát với cuộc sống của em. Thôi,
dù là mục đích gì thì chúc cho chị em mình thành công. Ok, vô. Ê con kia, mày trốn tao kỹ quá ha. Dạ em làm gì dám trốn anh. Chỉ là thời gian gần đây em khó khăn nên cũng kẹt quá. Hay là anh ráng giúp đỡ em thêm một tí xíu nữa nha. Giúp đỡ cho mày á thì được rồi, nhưng mà đại ca tao á có chịu giúp đỡ cho tao? Ba má mày á đòi tiền của đại ca tao rồi bỏ trốn, mày đứng ra mà chịu trách nhiệm chứ ở đâu mày hẹn lần hả mày? Em đâu có muốn hẹn lần hẹn lượt đâu, nhưng mà bây giờ em kẹt quá, em cũng không có tiền để trả. Cái gì? Mày nói mày không có tiền? Mày không có tiền á thì mày trả cái khác vậy? Tao thấy mày với nhỏ bạo mày coi cũng được lắm á. Không ấy, mày với nhỏ bạo mày á chịu vui vẻ với anh em tao một đêm, rồi đến lúc đó tao sẽ khắc nợ lại cho mày. Sao? Chịu không? Coi như là mày không có tiền, mày trả tình vậy thôi. Thôi anh đừng có làm bậy nha. Ở ngoài này đông đúc lắm. Cái gì? Làm bậy à? Đây này. Con mẹ mày, dám đụng đến người của tao hả? Tao nói cho mày biết, ba má nó nợ tiền của đại ca tao rồi bỏ trốn, nó đứng ra chịu trách nhiệm chừng này. Dám đụng đến người công ty tao, liệu cái đám mày có còn mại đòi nợ không hả? Coi như hôm nay mày hên, lần sau đừng hòng mà trốn tao nghe không? Trả mày nè. Cô có sao không? Dạ em không sao, cảm ơn anh. Lần sau á không có việc thì đừng có đi ra ngoài, đúng không? Dạ. Ai đấy? Đại Long là cánh tay phải của chú Đường, chủ của công ty Sugar. Công ty đó là bảo kê với lại trung gian của tụi mình đó. Tại vì làm cái nghề này nhiều bên quậy phá mình lắm, cho nên phải có bảo kê thì mới làm an toàn được. Đó là lý do mà tại sao công ty bắt tụi mình phải về ở chung một nhà. Còn đứng đó nữa, đi về. Dạ. Đi. Ê, cho tụi mày coi cái này hay lắm nè. Chơi game nhận thưởng cai, đổi được thẻ điện thoại với lại nhiều voucher ăn uống nữa. Hay thế, chỉ cho em với. Nè, lên trên store tải cai membership về chơi game, nhưng mà nhớ là đăng ký tài khoản để nhận cai đổi thưởng nha. Trời ơi, hay quá vậy, chơi game ảo mà nhận cai thiệt hả? Ừ, làm thử đi. Ok. Ủa, anh Đại Long. Mà hôm nay anh gọi tụi em tới có gì không? Đây là hồ sơ của những người giàu, có địa vị trong xã hội, tương lai những khách hàng tiềm năng của Sugar Baby đó. Các cô tham khảo rồi tự đi mang hợp đồng về đây. Cảm ơn anh. Khỏi, công việc của tôi mà. Thôi, tôi đi. Ê, công ty tốt quá ha, chuẩn bị muối cho mình luôn. Tốt lành cái gì, công ty đứng ra bảo kê thì cũng lấy 30% hoa hồng của tụi mình thôi. Mà đã vậy còn luật lệ nghiêm khắc đủ thứ, mệt mỏi lắm. Mà còn cái này nữa nha, nếu mà tụi bay lén đi làm bên ngoài mà bị phát hiện á, là bị đánh đập dã man nữa. Một tay ông Long ông xử tụi bay hết á, mày có muốn bị xử không? Thôi sợ. Nhưng mà dù gì thì mình cũng chỉ ký hợp đồng với công ty có 2 năm thôi, nên tụi bay ráng làm cho hết 2 năm rồi mỗi người một nơi, đường ai nấy đi. Bây giờ tranh thủ bào được cái gì thì bào. Ê, có ông Daddy này lý lịch tốt lắm nè. Đâu? Ông Ngô Bá Vương, 50 tuổi, chủ tịch tập đoàn thương mại cổ phần Bá Vương, sở hữu số tài sản khổng lồ gồm 55% cổ phần tập đoàn,
4 căn biệt thự, 2 cái du thuyền cùng nhiều bất động sản rải khắp cả nước. Tổng giá trị tài sản của ổng lên tới 700 tỷ. Wow, 700 tỷ? Oh, ông này đúng là lý tưởng để làm daddy nè. Chưa hết đâu nha, còn nữa. Vợ bị ung thư mất sớm, từ khi vợ mất thì chưa từng xuất hiện người phụ nữ nào bên cạnh hết. Sở thích uống trà đạo và nuôi chó, đang tuyển trợ lý riêng. Ê, tao có cảm giác á, ông này là người đàn ông tài giỏi, giàu có, yêu động vật, đam mê công việc. Nếu như mà người đàn ông như vậy thì sẽ thích mẫu người phụ nữ thế nào ta? Thì phải tìm hiểu biết được chứ. Này, các chị xem ông của em không? Phạm Văn Hưng, 40 tuổi, CEO chuỗi siêu thị điện máy Thiên Hà, tài sản gồm 60% cổ phần công ty, 2 nhà máy lớn, 7 miếng đất ở quận 2 và nhiều siêu xe hạng sang, tổng tài sản hiện tại khoảng tầm 20 triệu đô. Wow, giàu nhức nách. Đâu, chị coi coi. Tuy nhiên chuyện hôn nhân không suôn sẻ, vợ ngoại tình còn con gái thì bị đồng tính. Ê, không có được nha. Tuy là chuyện hôn nhân không có vui vẻ hạnh phúc, nhưng mà người ta cũng là người có vợ rồi, không có được đụng vô đâu. Nhưng mà những cái người như thế thì lại cần người chia sẻ. Em nghĩ là ông sẽ phù hợp với em. Bận quá, em muốn sao thì tùy em. Nhưng mà quan trọng là bây giờ tụi mày phải tìm cách tiếp cận đối tượng, rồi dụ dỗ mật ngọt làm sao để cho các ổng chịu ký hợp đồng sugar daddy với công ty cho tụi mày. Ừ, đúng rồi, cố lên, vô cái lấy tinh thần đi. Ừ. Một, hai, ba. Sugar baby. Cái này hơi bị ngoan nên là daddy vừa thưởng. Sương sương có bài tỷ à. Thiệt á, tao á, cả tháng nay không có daddy nào gọi điện cho tao hết trơn á. Chắc là do nhà này có các cái văn mới về nặng quá nên là âm u cả căn nhà. Hay là chiều nay mình đốt phong long sẽ xui đi mấy bà. Ờ mà nè, đúng hơn là mình ăn hột vịt lộn để xả xui đó mấy bà ơi. Ăn ba quả nha mày. Ê, tụi mày uống gì tao pha. Uống gì cũng được. Phương, pha cho tao 3 ly luôn nè. Ok. Mày dễ sợ. Nè, uống trước đi nè. Ngoan đó. Vô đi, mình đi shopping. Nhìn gì? Có ai biết gì đâu. Không là mày thì là đứa nào nữa? Mày muốn chết hả? Nè, không có chứng cứ thì đừng có to mồm nha. Là con này chứ không là con nào hết trơn á. Mày... Để tao nói cho mày nghe. Tao ra đời từ năm 16 tuổi, chưa có chuyện gì mà tao chưa trải qua, chưa có người nào mà tao chưa gặp. Mày nhắm, mày làm gì được tao? Nếu mày muốn sống yên ổn trong căn nhà này á thì biết điều một chút đi. Còn nếu mày muốn chơi á thì mày chơi tới đâu tao chơi tới đó. Mày dám? Mày có biết là trong nhà này không đứa nào dám đụng tới tao không? Trời ơi, sao mày để nó đánh mày vậy? Mày đánh lại nó đi. Mày dám? Tôi cho trắng da dài tóc, bây giờ cắn cấu nha hả? Tụi mày có tin là tao báo chuyện này lên công ty để công ty xử lý tụi bay không? Mày... Thôi, bỏ qua đi chị. Con mày, tao không ngờ là mày dám làm vậy luôn á. Mày làm mà không báo trước cho tụi tao. Cái tuổi này á, mình càng nhường nhịn thì tụi nó càng lớn tới. Phải cương một lần cho tụi nó biết sợ, hiểu không?
rồi có sao không? Đau quá nè. Đau hả? Chơi ngu. Một lần chơi ngu thử xem bạn bè có trầm trồ không hả? Mày trầm trồ nó đi. Ngầu không? Ngầu. Về phòng xoa bóp cho tao đi. Đi.